Chào mừng quý chị và các bạn quay trở lại với kênh Xe Đẹp Hải Dương. Buổi chiều ngày hôm nay thì bên em lại về một chiếc Vios E số sàn. Chiếc xe này thì được sản xuất vào năm 2017, mang biển Hưng Yên và một chủ từ đầu anh chị nhé. Xe nguyên zin nguyên bản và chạy hơn 8 vạn km rồi. Đấy, bác chủ đã thay dàn lốp thứ hai rồi anh chị nhé. Và lốp mít thì còn tương đối là đẹp. Đấy. Đầu tiên thì em sẽ quay đến máy gửi đến anh chị và các bạn trước. Biển này 27 một chủ từ đầu anh chị nhé. Biển cũng tương đối thôi. Anh nào sinh năm 76 thì về định danh Hưng Yên cũng được. Đấy. 27 thì máy đuôn VVTi rồi anh chị nhé. Điều phối van biến thiên thông minh kép. Điều phối cả van nạp và van xả. Da máy thì còn tương đối là đẹp này anh chị này. Sáng. Và đương nhiên rồi, như em nói rất nhiều những chiếc xe Vios đó là hơn 8 vạn thì đương nhiên phải zin từ dàn cò, đúng không ạ? Và chiếc xe này cũng vậy anh chị ạ. Ốc dàn cò nguyên zin, chưa có dấu hiệu vặn mở gì. Và gioăng dàn cò là zin nhá anh chị nhá. Đấy. Dàn cò chỗ tay em chị này nguyên zin. Khoang động cơ thì về bên em cũng đã rửa sạch đẹp cho anh chị rồi. Cũng lưu ý với anh chị là bên em rửa thì không bao giờ dùng hóa chất anh chị nhé. Chỉ ủ dầu thôi và rửa nước nóng. Thế nên là nó không ảnh hưởng gì đến da máy. Đặc biệt là anh chị đi về khoảng 2-3 tháng nếu mà rửa hóa chất thì nó sẽ sùi nên rất là xấu nha anh chị nhé. Còn bên em không dùng hóa chất. Đấy. Chiếc xe này thì ngoài máy số zin thì ốc tai rồi đến ốc răng cả hai bên, ốc tai đèn này, ốc tai ngoài này, cái phần tay em chỉ đây, đấy là ốc tai ngoài zin, tai đèn zin nha anh chị nhé, tai trong cũng zin này, đấy và tai ngoài cũng zin nha anh chị nhé, rất là an tâm rồi, đúng không ạ? Ốc cabo thì chưa có dấu hiệu cậy mở gì, và lắp cabo cũng vậy nha anh chị nhé, những cái đường dập lỗi này, những cái lỗ tròn viền còn nguyên zin. Đấy. Chưa có dấu hiệu gò nắn gì anh chị nhé. Đấy. Và cái tấm nỉ cách nhiệt ở dưới nắp cabo còn rất là phẳng. Điều đó chứng tỏ là một chiếc xe cũng chạy ít nha anh chị nhé. Đấy. Ốc tai bên này thì cũng zin này anh chị này. Đấy. Cả hai bên ốc tai ngoài đều zin như này. Thì cái phần đầu xe rất là an tâm rồi đúng không anh chị. Đấy ạ. Và tai đèn cũng zin nha anh chị nhé. Và ốc răng trước này cũng là zin nha anh chị nhé. Đấy. Rất là an tâm đúng không ạ? Những cái con ốc nhựa này chưa có dấu hiệu cậy mở gì. Đấy. Về máy thì như em nói với anh chị rồi. Bên em thì cam kết bằng văn bản cho anh chị. Máy số lúc nào cũng phải zin. Bởi vì nếu mà xe máy số ra là bên em không làm nha anh chị nhé. Ụ giếc các thứ là nó cũng nguyên đinh tán của nhà máy này. Không có vết han. Đấy. Đấy là về khoang động cơ của xe. Rồi. Xe mang màu đen, một chủ từ đầu. Những cái vết xước thì về bên em đã sơn tỉa và đánh bóng làm đẹp cho anh chị rồi. Thế nên là chiếc xe này anh chị mua về chỉ việc sử dụng thôi. Đây là ngoại thất của chiếc xe. Đấy, sơn còn rất là đẹp nha anh chị nhá. Đây cụm đèn trước zin này anh chị này. Cụm đèn trước zin nhá anh chị nhá. Và vỏ đèn còn trong. Bên này là bên phụ này. Đấy. Đây là hông ở bên bên phụ nha anh chị nhé. Xe rất là cứng cáp. Chiếc xe này thì không dịch vụ đâu. Bởi vì như em xem xe trực tiếp, em cũng đã kiểm tra rồi. Đấy, cái dàn nốp này bác chủ thì thay hai nốp trước là nốp mít năm 2020 nhé anh chị nhé. Hai nốp sau là nốp Bridgestone 2019. Đấy. Nốp mít 2020. Và bây giờ nó cái rãnh nốp như thế kia nó còn khoảng 40-50% nốp nữa. Tức là 3 năm rồi. Hơn 3 năm sử dụng rồi và nốp còn 40-50% thì không thể nào chạy dịch vụ được anh chị nhé. Bởi vì chạy dịch vụ như thế thì không có tiền đâu. Một năm chạy dịch vụ người ta phải chạy ít nhất thì cũng phải hết một dàn nốp nhé anh chị nhé. Đấy, còn anh chị nào chạy nhiều thì có thể hơn một dàn nốp.
Lốp sau là lốp 2019 anh chị ạ. Đấy. Lốp sau 2019 này. Lốp Bridgestone. Đấy, cái lốp Bridgestone thì ưu điểm của nó là nó bền hơn lốp mid nhưng mà nó sẽ cứng hơn, cảm giác nó cứng hơn một chút. Thế nên là nó dày hơn cả cái lốp mid đằng trước à. Nhưng lốp mid nó nhanh mòn hơn nhưng mà chạy nó êm hơn nha anh chị nhá. Đấy là ưu điểm của một số loại lốp. Đấy, đây là ngoại thất của chiếc xe này. Đèn sau, cụm đèn sau thì cũng còn zin. Bác chủ thì đã dán cái mạ chrome ở hông rồi. Camera nùi đầy đủ rồi anh chị nhá. Đây, cụm đèn sau zin này anh chị này. Đây là hông xe nhé. Rất là cứng cáp luôn. Và sơn đẹp nhé anh chị nhé. Về bên em đánh bóng cho anh chị rồi. Đấy. Đây là lốp sau Bridgestone cũng là 2019 anh chị nhé. Đấy. Nếu mà bác nào mà chạy dịch vụ mà lốp 2019, 2020 mà còn như này thì không làm dịch vụ được rồi. Rất ít khách. Đấy. Vios E 2017 thì trang bị 4 phanh đĩa rồi. Bên hông xe thì bác chủ có trang bị vè mưa rồi và hõm chống xước tay cửa rồi anh chị nhé. Đấy, cũng tương đối đủ đồ, gương chiếu hậu ngoài, gập điện và chỉnh điện. Có lắp thêm gương cầu lồi rồi và tích hợp xinh nhan rồi. Đấy là bản E. Bước vào bên trong nội thất của chiếc xe, em đánh giá chiếc xe này thì cũng còn nội thất còn rất là cứng cáp nhé và đẹp nhé anh chị nhé. Thứ nhất là ghế da này anh chị này. Bộ ghế da này thì bác chủ xe một chủ từ đầu và bác chủ mua về là bác chủ lắp bộ ghế da này luôn. Đấy. Ghế từ mặt ghế đến má ghế này nó còn căng, đúng không ạ? Và nó không có vết xước, vết rách gì đâu anh chị ạ. Ghế này em đánh giá là còn đẹp luôn. Về anh chị vẫn sử dụng thoải mái nhé. Đó. Kể cả hàng ghế thứ hai. Đây là hàng ghế thứ hai anh chị nhé. Đấy. Hàng ghế thứ hai vẫn còn đẹp như này này. Đặc biệt là ghế ở bên phụ nha anh chị nhé. Bởi vì sao em hay nói ghế bên phụ? Đối với những chiếc xe chạy dịch vụ thì khách hàng, hành khách thì thường ngồi ở bên phụ thôi. Không ai ngồi cả bên chính cả. Trừ khi nó là ngồi đông người thì có ngồi phía sau ở bên chính thôi. Đấy, thế nên là thường cái ghế, mặt ghế và là má ghế ở bên phụ nó sẽ hay bị nhào, hay bị bẹp má ghế, hay bị xước mặt ghế nha anh chị nhé. Đấy, đấy là một cũng là một cách để nhận diện một chiếc xe chạy dịch vụ hay không. Chiếc xe này thì ổ khóa, máng nước và ốc bản nề đều còn zin nha anh chị nhé. Và chỉ thì không mất phân nào đâu. Đấy. Sàn xe cũng rất là sạch đẹp này và bác chủ trang bị bộ thảm trải sàn 3D rồi. Các chi tiết nhựa bên trong xe cũng rất là tươi. Trần thì trần nỉ nguyên bản và bác chủ đã bọc ni lông rồi. Em thì rất thích các anh chị mà bọc ni lông. Bởi vì chúng ta bỏ cái ni lông ra thì cái trần nỉ nó như mới nhá. Em không thích bọc da đâu. Đây là tắp ni cửa. Tắp ni cửa chiếc xe này thì thứ nhất là phần nhựa của nó. Nó tươi. Đấy, nó tươi và nó nguyên bản anh chị nhá. Từ cái phần nhựa đen đến phần nhựa màu kem này. Đấy. Và nó nguyên sần. Nó không bị xước. Đấy. Tay nắm cửa trong nó cũng không bị mòn đen đi nha anh chị nhé. Đây mép cửa này, ổ khóa zin. Đấy. Mép cửa không có vết han nhé. Và đường dập nổi là nguyên bản. Đây là tắp ni cửa lái. Đấy. Nhựa còn đẹp nha anh chị nhé. Nó tươi. Nhựa tươi luôn đấy anh chị ạ. Đấy. Đây là bản nề này. Ổ khóa zin. Đấy. Mép cửa dưới này. Đấy. Đây là cái cao su. Những cái răng cao su bác chủ dán thêm. Đấy. Chứ keo chỉ zin nha anh chị nhé. Và đường dập nổi zin. Đây là gương chiếu hậu ngoài thì có gập điện và chỉnh điện và những cái nút bấm của nó là dấu mực nó còn nét. Đấy. Cái này thì là
bác chủ lắp thêm cái cảm biến áp suất lốp anh chị nhé, và hiển thị ở đây. Đấy, anh chị có thể xem cái cảm biến áp suất lốp của mình ở đấy. Cũng rất chịu khó đầu tư cho chiếc xe của mình. Đấy, táp nô thì cũng tươi này, không có vết xước gì đâu anh chị ạ. Đấy, rồi chúng ta sẽ đi qua về phía sau khoang hành lý và bên phụ của xe. Đấy, phía sau xe cũng zin này. Đấy, anh chị nhé, thứ nhất đó là cái máng nước và đinh tán này zin. Đấy, ốc cốp sau thì chưa có dấu hiệu cậy mở gì nha anh chị nhé. Đấy, ốc cốp sau đấy ạ. Hôm nay em quay tự nhiên nó nắng này, tâm quay hướng bên kia thì nó sẽ hơi ngược nắng một chút. Lốp dự phòng thì là lốp theo xe, đun lốp anh chị ạ. Lốp sản xuất vào năm 2017 nha anh chị nhé, và còn khá là dày đấy. Đương nhiên thì cái này nó cũng hạ chắc là đôi ba lần rồi, nhưng lốp còn rất là dày. Và lốp này là lốp theo xe 2017 nha anh chị nhé. Chỉ có dàn lốp chính là dàn lốp thứ hai thôi. Đấy, chứng tỏ là một chiếc xe chạy ít nha anh chị nhé. Đun lốp luôn và sản xuất năm 2017. Bên này là bên phụ của xe. Đây là táp ni cửa bên phụ này anh chị này. Đấy, cũng như em chia sẻ với anh chị và các bạn, nhiều xe Vios bên em giới thiệu rồi, đó là bên em không dùng một chút dầu bóng gì. Thế nên là khi mà quay lên ở đây thì anh chị có thể quan sát thấy nó là mộc luôn nha anh chị nhé. Và cái phần nhựa nó không bị xước, cái nhựa nó còn tươi. Táp ni kể cả táp lô luôn, táp lô luôn anh chị nhé. VSE số sàn 2017 thì trang bị hai túi khí thôi, kể cả bàn G. Đây là cần củ số này. Đấy, anh chị quan sát cái đầu củ số của nó. Như này là một chiếc xe chạy ít này, cái đầu củ số của nó nguyên sần. Và cái rãnh ký hiệu số, chữ số đấy, nó còn rất là sâu nhé anh chị nhé. Đấy là một chiếc xe chạy ít. Ghế bên phụ đây, ghế này thì vẫn sử dụng bình thường thôi, còn tươi luôn. Xe cũng trang bị đủ đồ rồi anh chị nhé, bao gồm là cam hành trình này, gương chiếu hậu trong chống chói tự động này, đầu màn Android rồi. Đấy, rất đầy đủ đồ. Thường thì xe cá nhân người ta rất chịu khó đầu tư nha anh chị nhé. Đây là những cái chi tiết nhựa táp lô này. Đấy, không có vết cậy mở gì anh chị nhé. Cái mạ bạc nó còn nguyên zin. Đây là ốc bản nề nha anh chị nhé. Đấy, ốc bản nề zin này. Ổ khóa thì còn rất là mới. Đấy, ốc bản nề zin nha anh chị nhé. Đấy, xe dán phim cách nhiệt rồi, về che mưa đầy đủ rồi. Chiếc xe này thì không cần phải làm thêm gì, em mua về anh chị chỉ việc sử dụng thôi. Đây là táp ni cửa sau bên phụ nha anh chị nhé. Đấy, nhựa rất là tươi. Đấy, hàng ghế này, đặc biệt là bên phụ này. Đấy, mặt ghế còn rất căng nhé. Máng nước này, ổ khóa này. Đấy, nguyên zin nha anh chị nhé. Lốp sau lốp Bridgestone 2019. Vành này có hơi xước một chút thôi, nhưng mà nó chưa một lần sơn lại đâu anh chị nhé. Đấy, xe có nắp cảm biến áp suất lốp này, rất là đầy đủ luôn. Rồi chúng ta sẽ đi vào chi tiết bên trong một chút, xem vô lăng. Đối với Vios thì vô lăng được trợ lực điện, lái nó rất là nhẹ nhàng thôi. Và vô lăng này thì bác chủ đã trang bị cái bọc vô lăng rồi. Đấy, rất đủ đồ. Rồi em sẽ bật chìa khóa lên. Đây là vô lăng zin của xe thì đầu tiên bao giờ cũng thế. Đi xem một chiếc xe cũ thì anh chị sẽ quan sát cái khóe vô lăng đầu tiên. Chỗ này chúng em gọi là khóe vô lăng. Và cái khóe vô lăng của chiếc xe này nguyên sần, nó không bị bóng nha anh chị nhé. Nó bóng là nó mất hết cái sần này đi này, nhìn nó bóng. Do chúng ta thường xuyên cầm vào cái này. Đấy, lái xe cầm vào cái này và cầm rất nhiều thì nó sẽ bị bóng này. Đặc biệt là dòng xe cái vô lăng của Vios, nó là dạng nhựa đúc, nó rất là bền. Nếu mà cầm nó có độ bóng nhẫy quá rồi thì là một chiếc xe sử dụng nhiều anh chị nhé. Cái thứ hai nữa, cái những cái đầu
cái phần mạ bạc này này mà nó bị bợt đi thì là xe sử dụng nhiều. Chiếc này thì nó chưa bị bợt chút nào luôn này. Đấy, và hai cái khóe vô lăng nó còn nguyên cái sần của nhựa này. Đấy, thì rất là an tâm nha anh chị nhá. Và kể cả cái phần bấm còi nữa. Đúng không ạ? Xe đi được hơn 8 vạn rồi và có trang bị màn màn Android rồi. Đấy, cam hành trình cam lùi này. Cam hành trình, cam lùi là tích hợp trên cái gương chiếu hậu bên trong chống chói tự động này nha anh chị nhá. Đấy, rất là đủ đồ luôn. Trần này mà bỏ cái ni lông ra thì trần nỉ là như mới. Và cột kèo này là nhựa nó cũng còn tươi nhựa nha anh chị nhá. Đấy, tam lô cũng vậy. Đây là củ số này. Đấy, củ số như này thì không có chuyện xe chạy nhiều đâu anh chị ạ. Đấy, và các chi tiết nhựa nó cũng rất là sạch đẹp. Đúng không ạ? Đây, đặc biệt cái củ số này. À, anh nào mà có cái thói quen cầm như này, lúc nào cầm này thì cái đầu số này mình nhìn anh chị nhìn là nó không còn cái sần của nhựa nữa đâu. Đấy, mà nó sẽ bóng, nó nhìn nó bóng chọc như đầu sư. Đấy, và cái chỗ cái rãnh của chữ số này nó không còn được sâu như này nữa anh chị nhé. Đấy là một chiếc xe mà cần số sử dụng nhiều. Vios E số sàn thì chỉ được trang bị hệ thống điều hòa cơ thôi. Tuy nhiên thì như anh chị biết rồi, hệ thống điều hòa của Toyota thì mất mát rất là sâu như anh chị nhé. Đấy, không có hãng nào mà điều hòa mát sâu như kiểu của Toyota đâu. Đấy là em nói về những cái dòng xe, những cái hãng xe bình bình như là Hyundai, như là Kia, như là Toyota, Mitsubishi. Em không nói đến những cái dòng xe cao cấp. Đấy, một chiếc xe còn tương đối là đẹp đúng không anh chị? Đấy, cứng xe và sử dụng ít. Một chiếc xe mà trang bị full đồ rồi, anh chị mua về chỉ việc sử dụng thôi. Một dàn lốp thì nó còn khoảng 50% và lốp là thay năm 2019-2020. Đấy, chạy đến bây giờ còn có 50% thôi, tức là xe một chiếc xe chạy ít. Cái thứ hai là cũng trang bị full đồ như là màn Android, cam lùi, cam hành trình đầy đủ rồi. Xe cũng đã được dán phim cách nhiệt và trải sàn da đầy đủ, có trang bị vè mưa, hõm chống xước tay cửa đầy đủ. Như vậy chiếc xe này anh chị mua về chỉ việc sử dụng thôi. Và nó là chiếc xe một chủ từ đầu, sản xuất vào năm 2017. À, bên em đang chào bán chiếc xe này với giá là 338 triệu đồng. Bên em có bao rút hồ sơ cho anh chị. Và giá cả vẫn có thể thương lượng được khi anh chị qua bên em xem xe trực tiếp anh chị nhé. Đấy, địa chỉ để xem xe trực tiếp ở bên em đây. Xe đẹp Hải Dương, khu đô thị Thiên Phú, thành phố Hải Dương. Với còn rất nhiều các dòng xe để anh chị có thể lựa chọn cho mình. Đấy, từ 4 chỗ, 5 chỗ, phân khúc hạng A, hạng B, hạng C thì em ít nào. Đấy, rất nhiều anh chị nhé. 7 chỗ, 4 chỗ đều có hết. Đấy, cảm ơn anh chị đã theo dõi video. Em xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị trong các video tiếp theo.